Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai trong cái ngày mùng 9 tháng 9, một cái ngày đầu tháng của mùa thu. Xin mời tất cả các bác cùng em review sản phẩm cũng như là hàng lên đường lên Cao Duy Hoàng Mai. Và đầu tiên các bác hãy nhớ, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Duy Hoàng Mai, và các bác thấy hay thì hãy cho em Cao xin một like các bác nhé. Đây là một cục đẩy QSC PLX252502 đó. Xin gửi tới bạn Hải ở xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương. Đây là tình trạng cục đẩy mà hôm trước em cũng đã giới thiệu với tất cả các bác rất là nhiều. Nó rơi vào 450W ở 8 ohm và 750W ở 4 ohm các bác nhé. Đó. Tình trạng đẹp xuất sắc, có một cục duy nhất này thôi. Và hôm trước em về mấy cục thì cũng đã bán rồi các bác nhá. Đó. Make in USA các bác nhá. Tình trạng là đẹp cũng không cần tải rồi, theo như cái hình ảnh của các bác. Và đợt tới này em cũng sẽ về thêm một số các cục đẩy, ví dụ như là 3102 QSC Make in USA. Cái cục này thì nó phải lật đít nên quay lòng, thế thì tiện đây thì em quay luôn cái cục bên cạnh này. Đó. Sản sinh công suất là 600W ở 8 ohm. Đó. Và 900W ở 4 ohm. Đó. Nó mà so cả cục 3 2004 này thì 2004 này không ăn được nó đâu các bác nhá, không ăn được nó đâu, cả về công suất đến độ trong sạch là không sơ được đâu. Đó. Những bác mà chơi QSC ở cái giá mà già chục triệu một chút như này thì quá hay cho các bác nhá, nó rất vừa tầm tiền của anh em chơi full đơn. Đó. Xuất sắc luôn, bao zin, bao phê, bao xịn cho các bác nhá, bao đẹp như hình này luôn, mới kinh khủng luôn. Thank you các bác rất nhiều. Và một cục QSC 2502 xin gửi tới bạn Hải ở thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương. Em đã chuyển khoản đủ cho bên Cao Duy Hoàng Mai. Và xin mời tất cả các bác cùng thẩm âm em Cao vào một ca khúc để gửi tới tất cả các bác cũng như là em Hải, một cục QSC của em các bác nhá. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Đó. Và quên, đây là một đôi đĩa cọc rất vừa vặn tiền. Bác nào mà lấy cặp QSC cả đĩa cọc nó chỉ trên dưới 30 triệu thì các bác alo em nhá. Make in Jeff Valley mà hôm trước em cũng đã giới thiệu đến tất cả các bác rồi. Một cái phân tần cực khủng luôn. Nếu các bác muốn nhìn cái nội thất của nó thì các bác hãy alo em sẽ chuyển nội thất. Còn không thì hôm nào em tiện em sẽ chuyển. Jeff Valley các bác nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Tiếng thì các bác hãy cùng em Cao thẩm âm đôi đĩa cọc này, cực kỳ là phê pha, đậm chất của người châu Âu, cực kỳ tinh tế luôn. Và em sẽ hát bằng chiếc mic đây, E865. Đó. Cực phê luôn các bác nhá. Đó. Và bàn mixer quen thuộc của em vẫn hát bình thường đây. Các bác mời tất cả các bác cùng thưởng thức một ca khúc em Cao trình bày các bác nhé. Ê, ê.
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh nuôi che. Quê hương tôi thương, đi qua đời tôi. Đường làng quanh cô, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, lòng chơi giữa đường. Biển trời mênh mông, tôi với ngày ấy tiếng tu hồi, thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con yêu yêu chưa hề, mùa lụt nước lũ bất cả giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm ngày ông thương, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ông thương. Những câu chuyện cũ mẹ kể lắm. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh núi tre. Quê hương tôi thơ, đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, lòng chơi giữa đồng. Biển trời mới xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con yêu yêu chưa hề, mùa lụt nước lũ bất cả giữa đường. Kỷ niệm yêu thương tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ông thương. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại ngày ông thương. Như câu chuyện cổ mẹ kể lắm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Ngày ấy và xin cảm ơn bạn Hải một lần nữa, xin cảm ơn bạn Hải rất nhiều, và xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành tin tưởng Cao JBL Hoàng Mai. Thank you các bác rất nhiều, và các bác nhớ hãy cho em Cao xin một like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Thank you các bác.
hẹn các bác clip sau các bác nhá.